Mình không thể tin được là không có má phanh để lắp vào chiếc xe này. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của Hải Supercar. Vui được gặp lại các bạn trong video hôm nay. Thì hôm nay chúng ta lại đi vào tiếp tục chế tạo con siêu xe này. Phần hôm nay tôi sẽ tháo lắp cụm phanh trước và phanh sau để bảo dưỡng cho bộ phanh này, cũng như là tôi sẽ kiểm tra chất lượng và cần bổ sung thay thế các thiết bị linh kiện nó đã bị xuống cấp. Đầu tiên thì tôi cứ kiểm tra về cụm phanh cũng như là dầu phanh và má phanh, đó tôi sẽ bảo dưỡng cũng như là nâng cấp và thay thế. Trong quá trình mình thực hiện các cái phần này, mình cũng rất cần được sự hỗ trợ của anh em đã là nghề cũng như là anh em đã có kinh nghiệm về thay thế còi con xe ô tô. Tại vì trước đây mình làm xe ô tô á, thì mình mới chỉ là va chạm đến động cơ, ví dụ như là động cơ xe máy ba gác và động cơ điện thôi. Và lần này là lần đầu tiên mà mình đi đến cái phần động cơ này, là động cơ nó là của ô tô và cũng như là thiết bị phanh cũng là của ô tô, cho nên là có những cái có thể là nó sẽ khác đi trong các hạng mục trước đó, cho nên là mình sẽ dính đến cái sự bỡ ngỡ cũng như là lung túng trong quá trình làm đó. Thì có cái gì mà mình làm chưa đúng hoặc là mình làm không đúng thì anh em hãy quan tâm và chia sẻ những kinh nghiệm đó cho mình hoàn thiện chiếc xe này nó được tốt nhất có thể anh em nhé. Cảm ơn anh em đã dành thời gian xem. Các công đoạn đầu tiên thì mình cần phải vệ sinh các cái dỉ sét của các cái thiết bị, và sau đó mình sẽ dùng cái chất tẩy sơn và sẽ tẩy lại một lần nữa để cho nó đảm bảo được sạch sẽ, để mình sau này mình sẽ phun cho nó một lớp sơn tĩnh điện để cho nó được an toàn và nó được bền bỉ trong thời gian dài. We'll be right back.
cũng như các video trước mình đã nói với các bạn là mình sẽ phục hồi tất cả các chi tiết của con xe này cho nó được mới lại để lắp đặt vào trong xe kia. Và đây là mình đang dùng máy chà để mình đánh đi các lớp mà rỉ sét của các cái thiết bị. Máp phanh mà của chiếc xe này đã sử dụng trong thời gian trước thì đến bây giờ là nó đã mòn hết rồi và không còn một chút nào là để có thể sử dụng được. Thì bây giờ mình sẽ lên trên mạng tìm cái mẫu máp phanh này mua về để lắp vào trong chiếc xe này. Rồi anh em ạ, cái má phanh của con xe Nissan này nó đã rất lâu rồi. Bây giờ cái má này nó không có sản xuất nữa. Theo như cái cảm nhận cá nhân của mình là mình nghĩ là có thể là nó không sản xuất nữa, hoặc là nó vẫn sản xuất nhưng mà mình tìm chưa đúng cái cửa hàng. Đến bây giờ là mình tìm trên các trang mạng xã hội, nào là Lazada này, là Shopee này, vào Google mình tìm cũng không thấy. Mình cũng có gọi qua một số cửa hàng mà bán về các phụ tùng tô á, họ nói là cái má phanh này bây giờ chỉ mua được cái hàng bãi thôi, rất là căng nhá. Má phanh này nó rất là, mình lướt trên web không bao giờ thấy cái má phanh này. Hiện tại nó hai bên nhưng mà nó bị mất hết một bên, mất một bên phụ là má phanh nó ăn nó bị lệch mà nó hết má phanh rồi. Bây giờ mình muốn thay má khác, bây giờ hiện tại không còn hàng, rất là toang. Đây là cái má phanh cái này. Này, anh em quan sát, nếu anh em nào mà vô tình xem video này có cái má phanh này hoặc là đang bán cái má phanh này thì để lại cho mình cái comment ở bên dưới để tìm, để mình mua. Tìm cả buổi sáng giờ không ra thì mình cũng đang vệ sinh các cái đĩa phanh, bảo dưỡng cho nó được mới lên để mình lắp ráp vào để là sử dụng nó. Bước đầu là mình đang làm cái bước sơ bộ thôi để hoạt động là con xe, chứ sau này là mình sẽ phục hồi cho nó mới hết lại. Đấy, tình hình như vậy anh em ạ, rất là căng. Rất mong được cái sự nhiệt tình của anh em. Nếu vô tình mà xem thấy cái video này mà có cái mã phanh thế này, anh em phải liên hệ với mình nhé. Ok anh em, vậy là video hôm nay mình xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Chúng ta sẽ đi đến các cái phần chế tạo của chiếc xe này. Nếu video hôm nay anh em thấy hay, hãy cho mình một tim, một like và chia sẻ video cho mình với nhá. Nếu anh em nào chưa đăng ký kênh, hãy đăng ký kênh của Hải Supercar để chúng ta tiện theo dõi các phần tiếp theo trong quá trình để chế tạo con chiếc xe này. Và bây giờ mình xin tạm biệt anh em. Bye bye.